Xin chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Việt ở xe 362 thống nhất. Thì hôm nay em sẽ lên sóng cho anh chị xem một cái mẫu xe mà bên em vừa mới về. Mẫu xe này tuy là một mẫu xe của nước Đức hạng sang, tuy nhiên thì giá em ngó rất là mềm thôi anh chị, như một chiếc xe cỏ Vios thôi. Đây, trước màn hình anh chị chính là một chiếc xe BMW 1 series. Thì con này là 116i anh chị nha. Đó. Và xe này thì bây giờ em sẽ đi xung quanh một vòng xe để mà anh chị xem cái nước sơn và cái tình trạng xe, có cái đường dập nổi và cái mép anh chị xem trước rồi em sẽ đi sâu vào trong cái tình trạng xe nha. Thì ở đây anh chị có thể thấy nước sơn và cái mép nối của nắp capo với thân xe khá là đẹp và đèn pha cũng rất là trong. Lớp của chúng ta là tuần thứ 48 của năm 2022, mới vừa thay và lớp cũng còn khá là dày. Ở đây là cửa xe, đen chị có thể thấy phần keo chỉ ở phía bên cửa xe, phía bên tài còn nguyên zin nguyên bản. Kèm với đó là cái đinh bấm và đường dập nổi. Ở phía bên trong nội thất của chúng ta đã được trang bị nội thất da với tông màu chủ đạo là tông màu đỏ, khá là đẹp luôn anh chị. Và bây giờ anh chị có thể thấy đây là cái đường chỉ thêu của cái ghế, nó còn hiện khá là rõ. Xe này có ghế chỉnh điện và nhớ hai vị trí ghế luôn anh chị nha. Phim kích nhiệt của xe này cũng là loại phim tốt nhất, có thảm sàn cao su luôn. Anh chị có thể xem cái phần mà thanh điều chỉnh ghế và cái trục vô lăng nó nên nỉ là không có tình trạng dấu hiệu của sự ngập nước anh chị nha. Vô lăng của chúng ta cũng đã được trang bị một cái bọc vô lăng và kết hợp các cái phím bấm điều khiển màn hình Android kế bên rồi anh chị. Đây anh chị có thể thấy các phần điều hòa và các cái nút bấm cũng như cần số còn khá là mới đúng không? Bởi vì xe này thì đi cũng chỉ 100 sắp xỉ 120 thôi anh chị, 120.000 km. Tần số và các bệ da này, đây là cái hàng ghế phía sau, có cửa gió điều hòa phía sau luôn và ghế thì khá là sạch. Đuôi xe con này là bản hatchback nha anh chị nha, nên là cốp khá là rộng. Và đây là một chiếc xe giống như là chiếc xe SUV mà thu nhỏ lại trong đô thị vậy đó. Anh chị cũng có thể thấy đây là cái phần ốc ở đuôi xe, cốp xe thì là cũng còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự tháo mở hay là va chạm anh chị nha. Đây keo chỉ đây anh chị có thể thấy, em quay rất là chậm rãi để mà cho anh chị cùng xem và mình đánh giá như thế nào. Đây anh chị có thể thấy là sắc xi phía bên trong khá là sạch sẽ, không một vết sét, và ở đằng sau có hai phần camera lùi và cả miếng da. Đây là khung gầm của em nó đây, sáng bóng như mới luôn. Xe này thì là BMW 1 series 116i. Xe này thì được sản xuất vào năm 2013, tuy nhiên là cái kiểu dáng thì đã lên 2014 anh chị. Đây là cái phần đồng hồ đó, đi sắp xỉ 120.000 cây, không báo bất kỳ lỗi gì anh chị nha. Xe thì nội thất còn khá là mới, anh chị cũng có thể xem qua bên phần camera của em quay. Ở phía bên dưới thì có trang bị một cái phần đèn led màu đỏ. Và đây là cái phần điều chỉnh màn hình Android cho cái người ngồi bên phụ nha. Và bây giờ em sẽ mở cái phần nắp capo ra cho chị xem. Thì ốc của nắp capo và keo chỉ cũng như là các cái lỗ hấp thụ xung lực và là đinh tán, đinh bấm là còn nguyên zin như của nhà máy luôn anh chị. Đó, anh chị có thể thấy. Thì hiện tại bên em đang chào bán con xe này với mức giá cực kỳ là thấp hơn chị, chỉ có 395 triệu, còn thương lượng rất là nhiều cho anh chị luôn. Đây là số khung của xe, là khung sườn anh chị có thể thấy khá là sạch sẽ, và máy móc bên em thì sẽ cam kết cho anh chị rằng là không lâm đụng, không sửa chữa động cơ hộp số nha. Máy móc là còn nguyên zin nguyên bản luôn, có bảo hành cho anh chị đầy đủ luôn đó. Anh chị có thể xem cái phần ốc nè, còn khá là sáng, khá là mới. Rồi thì chắc là video của em xin đến đây thôi, cũng khá là dài rồi. Số hotline của em là 0923466939. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em ha. Và em sẽ luôn túc trực 24/24 để mà nghe mọi cuộc gọi từ phía anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Đừng quên tặng cho em một like, một share và một đăng ký kênh ngay nha.